Mỗi ngày chim cầu vồng và thiên nga đen đều thay nhau để chúng ta có thể tận hưởng ánh nắng và các vì sao. Lalilu sẽ cho bạn biết tất cả về họ nha. Chào, mình là Chara. Mình là chim cầu vồng. Mày bay từ vải thuyền với đủ màu sắc khác nhau. Và dải ri băng co giãn trên vai và thắt lưng sẽ tạo ra hình dạng phù hợp đó. Thắt lưng ri băng sẽ làm nổi bật vòng eo. Dán lông vũ vào vai che đi phần vải thừa. Lông vũ đang bay lên chim cầu vồng này để làm váy cô nàng xinh hơn nè. Wow. Phủ một lớp keo và rắc kim tuyến cho chiếc váy. Trang trí cánh ngựa pony bằng lông và kim cương giả lấp lánh. Chim phải có giày đặc biệt. Trong khi bay trên khu vườn ma thuật, Chara đã bước vào giọt sương sớm và bụi ma thuật. Giờ giày cô nàng tỏa sáng nè. Nàng chim này đến từ truyện cổ tích đó. Thêm vài màu sáng cho mái tóc. Một sợi nữa. Hãy dùng tất cả nha. Tóc nối đầy màu sắc quá đẹp luôn. Trang trí tóc với bướm. Vậy là xong rồi nè. Chara biến thành nàng chim thần kỳ. Chim cầu vồng của chúng ta đã về nhà. Ở đây thật đẹp và rộng. Có lông ở khắp mọi nơi luôn. Mình có bộ đồ tuyệt quá đi. Nhưng thiếu thứ gì đó. Mình nên chọn cái nào? Tất cả đều rất đẹp. Cái này hay cái này? Biết rồi, mình sẽ lấy cái màu tím. Sẽ không có ai có cánh vậy đâu. Hãy làm bộ đồ khác cho thiên nga đen Kara nào. Đầu tiên, bộ body suit màu vàng. Thắt vải thuyền đen thế này. Giờ Kara đã có váy xòe rồi nè. Trang trí đường cắt bằng ren. Thêm vòng cổ có đính lông trang nhã. Cắt tỉa. Chọn các phụ kiện tương tự cho cánh tay. Mang bút cao và tất mỏng cho thiên nga đen nha. Sơn đen cánh ngựa pony. Và trang trí bằng lông vũ lớn. Rất hợp với Kara luôn. Sơn các cạnh màu vàng. Buộc dây ri băng quanh tóc. Loài chim bóng đêm này sống trong lòng khu rừng cổ đại. Bạn không thể vô tình tìm thấy nhà cô nàng đâu. Kara đảm bảo mọi thứ đều yên tĩnh và chỉ để những sinh vật hiền, dễ thương tạo ra tiếng ồn. Chỉ miễn là nó yên tĩnh. Nhện hầu như không tạo ra tiếng ồn, nên cô nàng rất yêu chúng. Hòa hợp và yên bình theo thiên nga đen đến mọi nơi. Cắt hình tròn từ giấy xốp màu vàng. Ta sẽ cần rất nhiều tâm. Đặt thế này và cắt chúng ra nha. Giờ chúng ta có thể làm cái giỏ từ chỉ thêu. Bôi keo nóng và đắp ngôi sao lên các cạnh. Tay cầm này rất dễ cầm. Đẹp quá đi. Chú bướm ngay lập tức bay đến. Chắc cô nàng có mùi hoa đó. Chim cầu vồng đã mơ về một cái giỏ giống như cái này nè. Chara đang đi dạo quanh khu rừng và hái hoa về để trồng khắp nơi. Có chú thỏ đang trốn sau bụi cây. Dễ thương quá. Ồ, nụ hoa này tuyệt quá đi. Chú hươu nhỏ cũng cần được chú ý, nên chim cầu vồng đã ôm nó. Mọi người trong rừng đều yêu Chara. Thỏ thậm chí còn mang hoa cho cô nàng nữa. Cảm ơn em. Nó sẽ trang trí giỏ của chị nha. Cắt vương miệng cũ và sơn màu đen lên. Trang trí băng đô bằng hoa màu đen sơn vàng ở các cạnh. Thêm ba lông vũ mỏng nữa. Mũ tôn lên vẻ ngoài của cô nàng đấy. Không như Chara, Kara dạo quanh vương quốc mình vào ban đêm. Tất cả sinh vật của bóng đêm đang chờ đợi cô nàng. Cô đối xử với mọi con vật và chim rất chu đáo. Dơi đã mang vòng hoa cho Kara nè. Hòa hợp với cô đấy.
làm vòng hoa cho Chara. Làm vòng bằng giấy kẽm và phủ lá lên. Trang trí vòng hoa với hoa và nụ hoa. Bọn mình đã tạo ra phụ kiện đầy màu sắc và trang nhã đấy. Chim cầu vồng đang đi quanh khu rừng với giỏ đầy hoa. Ở đây đẹp và có nhiều động vật rất dễ thương. Chara ngồi trên khúc gỗ và tự làm vòng hoa cho mình. Giờ hoa luôn ở bên mình mọi lúc mọi nơi rồi. Cắt giấy xốp màu xám để làm các cạnh của đèn lồng. Sau đó dán các chi tiết lại. Thêm đấy, sẽ có một đèn led vào bên trong. Bạn có thể cầm đèn lồng bằng vòng này, sơn đen và làm nó trông giống màu đồng như thế này nha. Để thấy vào ban đêm và không làm mọi người sợ, thì ngài đèn thắp sáng đường đi bằng đèn lồng. Kara đi bộ xuyên khu rừng tối tăm và tận hưởng sự yên lặng. Thiên Nga đồ chơi cũ có thể biến thành chim lửa tuyệt đẹp. Dùng đất nặng để tạo hình cái đầu mới với cái mỏ cong. Thêm đuôi xù và tạo thêm vài chi tiết. Chim lửa phải tỏa sáng như vàng. Vẽ mắt và thêm mí giả. Rồi thêm chiếc đuôi vàng lộng lẫy. Chim dang rộng đôi cánh và lông vũ nè. Chim lửa lấp lánh ngay cả khi mặt trời không chiếu vào. Nó thật sự là phượng hoàng trong truyền thuyết sao? Chara đã chăm sóc nó nhiều thế kỷ đấy. Trong buổi sáng đi dạo quanh khu rừng, chim cầu vồng không bao giờ quên phượng hoàng. Các cuộc gặp của họ đã trở thành thông lệ. Chara cho chim lửa ăn bụi vàng. Và phượng hoàng biết ơn đáp lại cô bằng bài hát hay. Làm cái đầu của cú từ pom pom, thêm mắt đồ chơi, gắn nó vào thân bằng tăm nha. Làm cánh từ lông vũ, làm lông mày nữa và một cái mỏ. Ta cần làm móng vuốt. Cú có thể dùng móng để đi săn, bao phủ cơ thể bằng lông vũ. Giờ chim có thể trở lại rừng rồi. Bé cú đi săn vào ban đêm. Cú và Thiên Nga đen không thể tách rời nhau. Cú giống như ngôi sao dẫn đường cho chủ nhân. Nó là lá bùa hộ mệnh và biểu tượng của trí tuệ. Phủ chiếc vòng lớn với sơn xịt. Thêm ri băng ren. Trang trí vòng với chiếc nơ và chuỗi hạt. Treo xích đu trên cành cây vững chắc. Có cỏ mềm bên trong vòng và các bông hoa lớn nở rộ. Chara sẽ thích xích đu như thế này. Chim cầu vồng mệt mỏi sau khi đi dạo trong rừng. Bạn phải đi trên đôi chân qua các tán cây rậm rạp. Không thể tin được. Xích đu nè, sang và đẹp quá đi. Tất cả đều được bao phủ hoa luôn. Giờ đây sẽ là nơi mình thư giãn nè. Ngay cả chim năng động thế này cũng cần được nghỉ ngơi đấy. Làm lồng chim nào. Cắt một đáy tròn từ mút xốp. Giấy kẽm sẽ là khung cho các cạnh. Sơn đáy và các nhánh màu đen. Tô màu phần trên bằng sơn acrylic màu đồng. Treo lồng trên vòng kim loại. Phần đáy được phủ bởi các ngôi sao màu vàng. Khi hoàng hôn kết thúc và bình minh bắt đầu, mặt trời bắt đầu mọc, cú trở về lồng và chuẩn bị đi ngủ. Chủ nhân quấn lồng trong chăn nên ánh sáng không làm phiền bé được. Khi màn đêm buông xuống thì ngài đèn lấy chăn ra khỏi lồng để cú có thể tận hưởng được ánh trăng. Hai nàng chim chỉ gặp nhau khi đêm xuống và ngày kết thúc. Mỗi người trong số họ đóng một vai trò đặc biệt. Chim cầu vồng khiến mọi người hài lòng với vẻ đẹp và giọng hát của mình, làm thế giới trở nên tươi đẹp và tươi sáng hơn. Còn chim bóng đêm đảm bảo đêm đủ yên tĩnh và yên bình. Cô bảo vệ giấc mơ của mọi người. Cần có sự cân bằng ở mọi nơi.
ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, hỗn loạn và trật tự, Radar và Kara sẽ lo liệu cả. Bạn muốn có chim nào? Phượng hoàng hay cú? Bình luận bên dưới nha. Hãy like và đăng ký kênh La Lê Lu nào. Đừng bỏ lỡ nhiều ý tưởng búp bê tuyệt vời nha.